Điều thứ nhất, để muốn có sự an lạc hạnh phúc, chúng ta tập cười. Nhưng mà cười nó có nhiều cái cười lắm. Có đôi khi cười sảng khoái, cười hoan hỷ, và có những nụ cười an lạc, tĩnh lạc, vì chúng ta nhận thấu được những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có đôi khi những cái khó khăn mà chúng ta vượt qua được, sau một cái lần khó khăn đó, chúng ta mỉm cười. Cười đó là cười an lạc, cười hoan hỷ, để chúng ta vượt qua được một cái khó. Điều thứ hai, đó là gì? Sống đơn giản. Đơn giản là gì? Nghĩa là chúng ta, cái gì nó không cần thiết, chúng ta cứ nhẹ nhàng và chấp nhận những cái sự việc nó đơn giản như vậy. Và đôi khi á, mình nghe người ta nói mà nghe đơn giản mình cũng dễ chịu hơn. Mình hay suy diễn rồi suy luận, rồi cuối cùng mình tạo ra một cái khó khăn cho mình. Nghe đơn giản, nói cái gì mình nói nó đơn giản, sống đơn giản thì tự nhiên mình cũng có an lạc. Thay vì mình tạo phiền phức, mà mình phiền phức nhiều thì tự mình làm khó mình thôi. Cho nên bây giờ quý vị cứ nghĩ nội cái ăn đơn giản là mình cũng khỏe rồi. Mặc dù mình biết là có những bữa mình cầu kỳ mình làm, nhưng mà cuộc sống có những lúc nào thịnh soạn thì chúng ta ứng theo thịnh soạn, mà nhẹ nhàng thì chúng ta ứng theo nhẹ nhàng. Đừng cầu kỳ, đừng bắt buộc, mọi việc nó sẽ đơn giản hơn. Cho nên thường cái người mà người ta hay buồn giận là tại vì ít khi nào người ta nhìn sự việc một cách đơn giản, mà đa phần là người ta nhìn nó theo cái kiểu rắc rối. Và chính mình như vậy cho nên mình tạo cho mình một cái ngăn cách giữa mình với người. Thứ ba là chúng ta tập lắng nghe. Thường thường tiếng Việt Nam mình dùng cái từ là lắng nghe. Tại vì chúng ta nghe mà chúng ta không lắng á, thì cái nghe của chúng ta không có trọn. Cho nên lắng là gì? Là chúng ta trầm xuống, chúng ta yên lặng xuống, thì chúng ta mới nghe kỹ được mọi sự, mọi việc. Thí dụ như mình nghe mà không có rõ ràng là chỉ mới nghe thôi. Nhưng mà khi mà người ta nói cái gì đó mà chúng ta ngồi yên để chúng ta nghe thì gọi là lắng nghe. Có lắng mới nghe. Có một bài thơ: người hành khất năm xưa còn ngồi trên Linh Thú Sơn, thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn. Ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở. Tiếng hải triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Đâu có một cái đôi tai nào mà lắng mà không nghe đâu. Người lắng là nhất định sẽ có nghe. Ví dụ nhiều khi mình đi ra trong vườn á, mình phải ngồi thiệt yên, mình mới có thể lắng nghe được. Nghe được những tiếng xào xạc của lá, nghe những tiếng chim hót, nước chảy. Nhiều khi ở đâu đó có một cái dòng suối nó chảy rất nhỏ, róc rách thôi, nhưng mà chúng ta có lắng thì chúng ta mới nghe được. Cho nên trong cuộc sống với nhau đó, để có hạnh phúc, chúng ta cũng muốn tập lắng nghe nhau. Người kia nói, khoan hả, dừng lại. Thôi thôi, nhiêu nói nhiêu đủ rồi, tôi nghe tôi hiểu rồi. Đôi khi thật sự mình có hiểu mà mới hiểu tới đó thôi. Bây giờ mình cho họ nói hết đi, có thể mình hiểu sâu thêm chút. Mà hồi nãy vì mình nhiều hiểu có phân nửa đó, cho nên mình giận đó, mình buồn đó. Nhưng mà khi nghe hết câu chuyện rồi, ồ thì ra là vậy. Cho nên nhờ mình có lắng nghe, cho nên mọi việc nó sẽ đỡ hơn, và giúp được cho cái người kia tốt hơn. Cho nên nhiều khi mình sống với nhau, mình muốn cứu khổ cho nhau, đâu cần làm gì đâu. Nhiều khi mình không biết làm gì hết, mình chỉ cần lắng nghe thôi. Cho nên chúng ta thờ Đức Quan Âm á, chúng ta thờ Đức Bồ Tát Quan Âm là để mục đích nhắc nhở chúng ta đó, học cái hạnh giống Ngài vậy đó. Mình có chuyện gì mình cũng tới Ngài, mình thưa gửi hết á. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện giận ai, chuyện bệnh hoạn gì, chúng ta tới Đức Quan Âm chúng ta nói hết. Mà quý vị thấy có bao giờ Ngài trả lời mình không? Ngài cứ ngồi yên cho mình nói thôi.
Cho nên chúng Ngài có hiệu là Quán Thế Âm. Quán tức là tìm tòi, quán xét. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Ngài là một vị Bồ Tát thường hay quán sát, soi xét những cái tiếng kêu cứu của chúng sanh, cho nên là Quán Thế Âm. Mà một trong những và bởi vì Ngài lắng nghe như vậy đó, cho nên Ngài hiểu mình, Ngài hiểu được những niềm đau nỗi khổ của mình để Ngài giúp cho mình. Cho nên chúng ta thường thờ Đức Quan Âm gọi là cứu khổ, cứu nạn. Mình muốn cứu khổ cho ai mà nếu mình không hiểu được người đó thì lấy gì mình cứu khổ họ? Mình chưa nghe họ nói gì, mình biết họ cần cái gì mà cứu khổ họ? Cho nên mình phải hiểu người ta mình mới có thể giúp được. Mà muốn hiểu được họ thì mình phải lắng nghe. Điều thứ tư là chúng ta tập ngồi vững chãi. Có nhiều khi mình ngồi thừ ra ở trên chiếc ghế á, rồi suy nghĩ của mình nó miên man, để mình tìm ra một cái gì đó, mình đang suy tư về một cái việc gì đó. Nhưng mà trong Phật Pháp á, thì chúng ta ngồi gì? Ngồi thiền. Ngồi thiền để làm chi? Để trở về được với hơi thở của chính mình. Ngồi thiền để chi? Để lắng tâm và thấy rõ mình. Nó có một cái bài hát á, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nghĩ kỹ lại mình. Mình nhìn, mình ngồi thiền, mình ngồi mình, thật ra cái câu đó là ý muốn nói ngồi thiền đó. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, rồi nhìn kỹ lại mình. Tức là mình nhìn người xong rồi mình nhìn mình. Mà đôi khi mình trách người không, mà mình ít có khi nào mình thấy cái lỗi của mình. Mà người ta thì người ta trách mình đâu phải tự nhiên vô cớ người ta trách, phải có vấn đề để người ta trách. Nhưng mà tại vì chúng ta chỉ thấy người mà chúng ta quên nhìn lại mình, rồi chúng ta mới nói tự nhiên vô duyên vô cớ giận tôi. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta có nhìn lại chúng ta thì chúng ta biết rằng không có cái gì mà tự nhiên cả, nó phải có nguyên do. Mà nguyên do đó có thể mình không sai, nhưng mà tại vì người đó hiểu lầm mình, nó cũng là một lý do. Cho nên nó trong bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Mà ngồi là tư thế thù thắng nhất. Tại vì mình nằm thiền á, cũng dễ ngủ lắm. Mặc dù là cái pháp đó là giúp cho mình ngủ, nhưng mà để giúp cho mình tỉnh, để mà quán chiếu thì hơi khó. Cho nên ngồi. Còn đi thì nó vẫn còn động, thấy không? Đứng thì chúng ta không được lâu, cho nên ngồi thì chúng ta sẽ có đủ cái năng lực trụ tâm, an trú vào cái giây phút hiện tại, để chúng ta đưa cái tâm mình trở về với trạng thái tĩnh lặng. Trong Phật Pháp gọi là tứ oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi. Ở đây có quý vị nào đi các chùa, thỉnh thoảng có những chùa người ta có cái bộ thập bát La Hán đó. Quý vị có thấy mấy cái tượng La Hán là, nhất là nếu có dịp đi về Việt Nam vô mấy chùa lớn, ta có sân có được, ta để những cái tượng La Hán. Còn quý vị thấy á, thứ nhất á, La Hán biểu lộ nè. Thứ nhất, sắc diện không có giống nhau. Thứ hai á, mỗi vị á, là ngồi một tư thế khác nhau. Thứ ba á, là những cái con vật mà các ngài cởi đó khác nhau. Tại sao? Bởi vì tất cả tượng La Hán đó là biểu tượng cho bản chất của mọi chúng sanh. Quý vị nhìn cái diện mạo của quý ngài á, có người thì giận lên, có người trợn mắt, có người cười. Đó là biểu tượng cho những hỷ nộ của con người. Sắc diện hỷ nộ của mỗi người. Nó cái những hình ảnh đó là biểu tượng để chúng ta nhìn nó quán chiếu. Rồi những cái vật mà các thí dụ có vị thì cởi con hươu, có vị thì cởi con voi, có vị thì cởi con cọp, thí dụ vậy. Đó là gì? Đó là những phương tiện mà các ngài ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên tất cả các cái tượng La Hán á, sắc diện nhìn khác nhau, tư thế ngồi khác nhau, thậm chí y phục. Nhưng mà đặc biệt là người ta muốn nói tới sắc diện tư thế, đó là để nói lên rằng trong tất cả chúng sanh đây,
Mỗi ngày chúng ta hỷ nộ ái ố, sắc diện, sự hành hoạt của chúng ta khác nhau hết. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tĩnh lặng, thì tất cả những cái hình thái đó nó cũng đều có khả năng giáo hóa cho người. Hay thậm chí phải nhớ rằng người thì có những người vậy đó, có người vui, có người buồn, có người giận, có người gì đó. Mà chúng ta biết tiếp nhận hết và thấy hết tất cả. Trên thế giới này, thế gian này đủ hết, đủ chuyện hết, đủ tất cả các người, đủ tất cả các chuyện. Nội cái cười thôi là cười cũng đủ kiểu rồi. Cho nên cái ngồi đó, ngồi yên đó, là để mình có cơ hội mình nhìn lại mình. Thứ năm là mình có thể tập đi thiền hành. Nói theo bây giờ là giống như bây giờ có nhiều người ta đi bộ, đi dạo. Đi dạo để ngắm trăng, đi hứng mát, tốt lắm. Để làm chi? Để nó thư thái cái tinh thần của mình. Có nhiều vị người ta ở nhà, nhưng mà ở trong nhà tồi túng quá. Thôi lâu lâu mình bước ra sân. Bước ra sân mình đi tới đi lui một chút. Để làm chi? Để cho nó thư thả. Bây giờ người ta có nói đó, nếu như một ngày mà mình đi bộ được khoảng 10.000 bước, một ngày mình đi bộ cả 10.000 bước á, nó tăng cường sức khỏe, kiểm soát được cái cân nặng của mình, rồi kiểm soát được cái giảm nguy cơ trầm cảm. Cho nên những cái người mà người ta trầm cảm là gì? Có cái trạng thái là chỉ muốn ở trong nhà, không muốn làm gì hết, không muốn đi đâu hết. Cho nên các vị mà hay lên nói con tôi nó bị trầm cảm, người thân tôi bị trầm cảm, thì một trong những cách mà Pháp Hòa hay nói đó là các vị nên tìm cách nào dẫn cái người đó ra khỏi nhà, dẫn họ đi chỗ này chỗ kia. Để làm chi? Để cho họ có cái hoạt động. Xin lỗi đại chúng, người mình đang sống á, thì chúng ta gọi là, thí dụ chúng ta còn đang sống thì chúng ta mỗi ngày chúng ta làm việc, chúng ta gọi mình là gì? Là sinh hoạt, phải không? Mà hãy hoạt là phải động. Hãy hoạt là phải động. Cho nên mình có động là phải, con người còn hoạt là phải động. Cho nên chúng ta gọi là còn sống là động. Mà chữ động đây không có nghĩa là chúng ta ồn náo, mà chữ động ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải làm việc. Mà thường thường cái khuynh hướng của những người trầm cảm là gì? Khuynh hướng của những người trầm cảm là không có muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở trong nhà, đóng cửa trong phòng lại. Thứ sáu là mỗi ngày chúng ta làm một việc. Ý nói là mình làm việc gì á, thì mình chú tâm vào việc đó. Thường thường mình hay bị phân tâm lắm. Đang làm việc này nhớ việc kia, đang làm việc kia nhớ việc nọ. Cho nên cái tâm mình ít có định tĩnh. Và vì vậy cho nên đó, khi mình ngồi thiền mình làm gì? Không làm gì hết, không suy nghĩ gì hết, suy nghĩ một việc thôi, hơi thở. Quý vị mỗi tuần quý vị lên tập ngồi thiền á, là quý vị theo cái sự hướng dẫn bằng cách là mình ngồi thở, không nghĩ ngợi, không làm gì hết, chỉ theo dõi hơi thở mình thật là sát. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì khi mình đang suy nghĩ một việc khác á, mình trở về lại liền. Tôi đang thở. Cứ tập như vậy. Thì khi mình tập được như vậy á, thì mình sẽ có một thói quen. Lâu ngày á, mình làm việc gì mình chú tâm vào việc đó. Thường thường á, mình tụng kinh á, đang tụng vậy cái hồi mình lo ra, mình nghĩ chuyện khác. Thì khi mình nhớ trực á, mình trở lại. Mình đang làm việc gì á, mình nhớ trực, mình trở lại, chú tâm vào một việc mình làm á, lâu ngày thì nó sẽ thuần thục và việc làm của chúng ta nó sẽ trọn vẹn hơn. Nền tảng của Đạo Phật đó là làm sao xây dựng một cái tâm hồn an tịnh. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho chúng ta rất nhiều những cái công thức để chúng ta tu tập, nhằm mục đích là cho chúng ta an tịnh. Một khi mà tâm an tịnh rồi
thì chúng ta sẽ giảm đi cái nghiệp xấu của thân, của miệng, mà cái gốc là ở cái chỗ ý. Cho nên người ta sẽ hỏi mình á, tội lỗi tạo từ đâu? Tội lỗi tạo từ ở nơi ý nghiệp. Tại vì cái ý mình nó suy nghĩ, rồi bắt đầu từ cái suy nghĩ đó mà nó có thể hành động, nó có thể nói những lời không hay. Mà bây giờ nếu thí dụ bây giờ mình nhận ra một cái công thức tu, mình nói Phật dạy tôi muốn tịnh là phải niệm Phật, rồi mình niệm Phật mình có an tịnh. Người khác mới nói ồ tôi muốn an tịnh là tôi tập tôi ngồi thiền, tôi ngồi tôi tập tôi thở, tôi chú tâm tới hơi thở, chú tâm tới bước chân tôi đi, cho nên giờ tôi có an tịnh. Mà bây giờ nếu mình an tịnh, mình lấy cái pháp đó mình an tịnh mà mình đi chống lại cái pháp khác là trật. Tại vì mục đích là làm cho mọi người an tịnh. Thể trên thế gian này cũng vậy. Tại sao chúng ta thấy có nhiều đạo giáo, là mỗi một đạo giáo có duyên với một số lượng chúng sanh nào đó, và chúng sanh đó người ta nghe cái điều đó ta phù hợp thì người ta theo. Mà miễn làm sao mà cái đạo giáo đó hướng dẫn cho con người, hay là nếu mà nói chung có thể là tất cả đạo giáo, nếu mà muốn dạy cho con người cái đạo đức căn bản cũng không gì hơn ba cái câu hồi nãy: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà cái đó đâu phải riêng của đạo Phật, ai cũng có thể làm và thực hiện cái điều đó. Và đại chúng cứ quán chiếu là nếu như trường hợp thế gian này ai cũng có thể thực tập được cái đó thì quả là một cái thế giới hòa bình. Như vậy thì cái ý nghĩa là chúng ta cầu nguyện hòa bình, không phải mình chỉ nhắm mắt lại mình nói con cầu nguyện cho hòa bình mà đủ, mà chúng ta phải tích cực đóng góp cái hòa bình đó thật sự. Nhưng mà cầu nguyện là gì? Tức là chúng ta khởi phát cái ước muốn cao đẹp của mình cho tất cả mọi người, ai cũng sống. Bây giờ nếu ai cũng không có nghĩ tới hai chữ hòa bình thì làm gì có chữ hòa bình, có sự hòa bình. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ trong gia đình của mình muốn hạnh phúc, mình chỉ nói thôi, mình không có cố gắng mình tạo cái gì để cho thật sự mình có một hạnh phúc. Người vợ cũng không có muốn gia đình hạnh phúc, người chồng cũng không muốn gia đình hạnh phúc, các con cũng không muốn gia đình hạnh phúc, không khởi cái ý niệm muốn hạnh phúc thì sẽ không cố gắng đóng góp để làm cho gia đình mình hạnh phúc. Mà cái ý niệm mà muốn có được cái hạnh phúc đó, nhà Phật gọi là gì? Là tư niệm thực. Đại chúng nhớ là mình có bốn loại thức ăn. Nếu mình lấy cái muỗng mình múc một miếng cơm, mình để vào trong miệng, rồi mình nhai cho nó nhừ, nó nhuyễn ra rồi mình nuốt. Cái cách ăn của mình là phải để vào trong miệng nhai rồi mình nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực. Mỗi ngày chúng ta đều phải đoàn thực hết. Cái cách ăn của con người chúng ta là để thức ăn vào miệng, nhai nhỏ ra rồi nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Nó có một loại thức ăn thứ hai, nó gọi là xúc thực. Xúc thực tức là chúng ta tiếp xúc. Thí dụ như mình ngửi đó, nấu ăn ở dưới xong lát mình mời ăn, mấy cô mới nói thôi nãy giờ ngửi không no. Xúc thực. Và cái loại còn cái xúc thực của mình nữa là gì? Tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, miệng. Ví dụ như có những cái hình ảnh mình nhìn xong mình thấy vui, có những người mình nhìn xong mình thấy bực, có những cái tiếng mình nghe mình hạnh phúc, mình an lạc, có những cái tiếng mình nghe mình bực bội. Thì hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc hết. Mà có nhiều khi thí dụ vậy nè, mình đang bực giận ai quá, cái mình nhìn mình á, tôi thấy cái mặt đó của tôi phát no. Đâu có cần ăn đâu, nhưng mình thấy người ta thôi là tự nhiên mình tiếp xúc xong mình bực bội, mình no. Như vậy thì cái thức ăn mà hàng ngày chúng ta có ăn một loại thức ăn nữa, một cái cách ăn thứ hai đó là chúng ta xúc thực ngoài cái đoàn thực. Ngoài cái đoàn thực là chúng ta để vô miệng chúng ta nhai, nó còn một loại thức ăn nữa là chúng ta xúc thực. Rồi cái thức ăn thứ ba là chúng ta gọi là gì? Gọi là thức thực.
Thức thức là gì? Tức là chúng ta chịu bị ảnh hưởng bởi cái tâm thức chung của tất cả mọi người. Pháp Hòa ví dụ, nếu như chúng ta sanh ra trong một cái hoàn cảnh đất nước và tư tưởng toàn là những tư tưởng khủng bố, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó. Bằng chứng là hàng ngày chúng ta chơi với ai, gần với ai, thì cái tâm thức của người đó lâu ngày chúng ta bị ảnh hưởng. Cái đó gọi là thức thực. Thức thực tức là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tâm thức mà trong Phật giáo chúng ta gọi là tâm thức cộng đồng. Bản thân mình là tâm thức cá nhân, nhưng mà chính những cái tâm thức cá nhân đó, rồi chúng ta đi tìm những cái đối tượng nó cùng một cái luồng đó, ngồi lại với nhau, nó tạo ra thành rồi một cái tâm thức cộng đồng. Cho nên có những đứa nhỏ đó, nó sanh trong một gia đình, mà gia đình đó hàng ngày á, mặc dù có cho nó ăn là đoàn thực, nhưng mà bên cạnh đó cũng cho nó rất nhiều những cái xúc thực qua mắt, tai, mũi, miệng không lành mạnh. Và những cái cách họ suy nghĩ cũng ảnh hưởng đứa nhỏ rất là nhiều. Lâu ngày đứa nhỏ đó nó cũng ảnh hưởng theo. Thí dụ như có những người họ suy nghĩ rất tiêu cực, thì đứa con đó lâu ngày nó cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Có những người Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa có gặp những người con đó, gặp ba mẹ mà người cha rất là tích cực, không bao giờ buông xuôi dù bất cứ sự việc gì xảy đến, luôn luôn hướng dẫn con mình có một cái tư tưởng, nhìn một cái nhìn phóng khoáng tích cực. Mà sau này cái người con nó thành tựu thì người cha mất rồi, nhưng mà người con nó vẫn để cái hình của cha làm biểu tượng tích cực của mình. Và khi nói đến thì người con mới bày tỏ là sở dĩ bây giờ con được như thế này, con có được một cái cuộc suy nghĩ, một cái cuộc sống như thế này, con phải nhờ tới ba con. Tại vì ba con luôn luôn hướng dẫn chúng con sống và tích cực và biết suy nghĩ tích cực. Cho nên cái tâm thức cộng đồng nó quan trọng lắm. Thí dụ một trong một ngôi chùa, mà nếu như tất cả đại chúng đồng hướng đến cái chuyện tích cực thì tự nhiên phấn khởi mọi người khác lên. Thí dụ như nói mặc dù mình ở đây bữa nay quá chừng rác như thế này sau một cái mùa đông, nhưng mà mỗi người chịu khó tới đây một tay thì tôi tin rằng trong vòng một tuần tất cả rác xung quanh chùa mình sẽ được sạch. Mình nghĩ như vậy thì mỗi người nghĩ là ai cũng có thể làm được. Mỗi người miếng rác thì ăn thua là mình, cái cách mình hướng dẫn tích cực thì tự nhiên mọi người phấn khởi cái ý chí tích cực là. Cho nên ngày xưa người ta đi đánh giặc á, nó có một cái loại trống là trống lệnh. Mà cái tiếng trống đó nó vang lên hùng hồn như thế nào thì nó làm cho cái người lính đó hăng say và chấp nhận sẵn sàng lướt trận. Và thức ăn thứ ba đó trong đạo Phật chúng ta gọi là thức thực. Cái thức ăn thứ tư gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là những cái ước nguyện. Có những người người ta có cái ước nguyện tốt, thành thử sẽ đẩy cái ước nguyện đó, nó sẽ là một cái món ăn, nó đẩy, nó nuôi dưỡng người đó. Nhưng mà nếu người đó thiếu chánh niệm, họ sẽ có một cái loại tư niệm thực tiêu cực. Thí dụ thôi, thí dụ như hồi xưa chàng vô não có một tư niệm thực là mình phải giết 100 người, mình phải kiếm 100 người, mình chặt đủ 100 ngón tay để mình kết thành một sâu chuỗi, mình đeo trong người mình thì chừng đó mình sẽ thành tựu đạo quả. Ảnh đi kiếm được 99 người ở trong cái thôn xóm đó để ảnh chặt rồi, thiếu con người nữa. Không phải là người ta không có tới 100 người mà người ta sợ ảnh quá, người ta trốn hết trơn. Và lúc đó người ta đặt cho anh cái tên là chàng vô não. Vô não là gì? Tức là bây giờ khùng rồi, cái đầu cũng còn, cái bộ não cũng còn trí quá gì nữa hết, tự nhiên tin tưởng vào những cái điều như vậy. Tại sao? Tại vì cái anh đó anh nuôi một cái tư niệm thực là anh phải chặt 100 ngón tay, anh sâu thành một cái sâu chuỗi anh đeo vào. Bây giờ mình nói là tôi muốn lập công với Phật, tôi phải đi sát phạt bao nhiêu người đó để mà Phật chứng minh là tôi làm cái việc đó tốt, để Phật cho tôi lên niết bàn cho sớm.
những cái tư tưởng đó, đó là tư niệm thực hết, nhưng mà tư niệm thực của tà niệm, của thất niệm, của tiêu cực. Thì ngày nay có những người, người ta đang ở trong cái hình thức thức thực, là họ bị cái tâm thức, bị nhiều người, người ta nói con còn trẻ, con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Thì nếu như mà cái những cái người khủng bố đó, họ sống trong một cái cộng đồng toàn là những cái tư tưởng tiêu cực đó, thì họ ăn hàng ngày cái đó, họ đâu có ăn cái gì khác hơn. Họ không hề được tiếp xúc với những cái gì mà gọi là cao hơn. Cho nên mình hiểu như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở Đức Phật đã xác định bốn loại thức ăn này trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất gọi là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là thức thực, thứ tư là tư niệm thực. Nếu một người đó họ có một cái tư niệm thực, trong tương lai tôi sẽ làm một cái nhà từ thiện, và bây giờ tôi còn đang đi học và tôi cố gắng tôi học để tôi có một cái bằng cấp, và để tôi đủ hợp pháp tôi mở một cái trung tâm từ thiện đó. Đó là một tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực tốt. Nhưng mà có những người họ dùng cái vận dụng trí tuệ họ để họ tạo ra bom đạn khí giới thế này thế kia để mà sát phạt người này. Họ rất là thông minh, họ có thể tạo ra được những cái chất nổ, nó nằm ở trong nước, nó nằm ở trong một cái lá thơ, nó nằm ở trong cái gì đó. Họ có thông minh không? Họ có trí tuệ không? Có. Nhưng mà cái trí tuệ đó nó đi lệch hướng, cái tư niệm thực đó của họ nó lệch. Cho nên bản thân mỗi người Phật tử, hay nói chung là tất cả mọi người chúng ta, không ngày nào mà chúng ta không có những món ăn này. Căn bản nhất là đoàn thực. Vậy thì cái quan trọng nhất để cho chúng ta có được bốn món ăn này lành mạnh là gì? Đó là chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình đoàn thực, tức là mỗi ngày mình phải ăn cơm, thì mình phải có chánh niệm là ăn cái gì cho nó khỏe. Mặc dù cái đó nó ngon, nhưng mà cái ngon đó nó không mang lại cái sức khỏe cho mình, thì mình ăn giảm thiểu lại, thậm chí bỏ luôn không ăn nữa. Giống như ví dụ như hồi nhỏ mình thích ăn chao, mà không phải là thích nữa, mà nghèo quá phải ăn thôi. Thí dụ vậy đó, ăn riết cái thì bây giờ cái men chao nó nấm ở trong gan của mình, bây giờ là mình bị dị ứng đó, gan của mình bây giờ nó bệnh rồi. Bây giờ hễ ăn chao vô là bắt đầu nó nổi, nó ngứa lên, nó khó chịu. Thì từ đó về sau là mình biết là đây là món ăn không phải của cơ thể mình nữa. Có thèm cỡ nào đi nữa cũng không ăn, là vì mình biết mình ăn vô là mình bắt đầu mình đàn. Không ai hát mà tự mình ngồi một ngồi mình đàn, thì mình không ăn thôi. Vậy thì Đức Phật dạy á, mỗi người chúng ta ai cũng có đoàn thực, nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm để cái đoàn thực đó nó không làm hại mình. Mà Đức Phật còn nói trong kinh á, một cách rất là rõ như thế này: nếu người nào mà ăn uống không chánh niệm thì chẳng khác nào mình ăn đứa con của mình. Mà Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh là có hai vợ chồng đó đang đi trên đường đói quá, rồi phải lóc thịt con của mình mà ăn. Thì cái người mà Đức Phật ví dụ, cái người mà ăn mà không có chánh niệm, đưa vào trong cơ thể mình những cái món ăn bệnh tật, thì không khác gì mình ăn chính đứa con ruột của mình, gọi là đoàn thực. Ở ngoài cái đoàn thực ngày ba cử ra thì chúng ta có xúc thực. Làm sao không xúc thực được? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái này ngày nào mình cũng mở cửa làm việc hết. Thậm chí mình đi vô hãng là mình gặp người làm nè, mình phải nghe tiếng họ nè, mình phải nói chuyện với họ nè, mình phải tiếp xúc với họ nè. Rồi bắt đầu sau 8 tiếng làm việc về nhà rồi, chưa yên đâu, chưa có để mình nghỉ đâu, mở tivi lên, bắt đầu coi phim. Rồi trong phim nó có người hiền, người xấu, người tốt, người dở. Bắt đầu mình ngồi mình coi là mình nói cái thằng đó coi nó thấy ghét không. Rồi chẳng những mình trong coi trong phim, rồi mình ngồi mình luận, mình bàn là cả ngày mình tiếp xúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm để chúng ta tiếp xúc cái gì để nó có thể nó làm lành thiện cho tâm hồn mình. Cho nên nếu không có chánh niệm thì mình sẽ ăn uống bệnh hoạn.
Nếu không có chánh niệm, mình sẽ tiếp xúc một cách rất bình hoạn. Hàng ngày mình tiếp xúc toàn những chuyện tiêu cực, mình không có tiếp xúc cái gì. Thí dụ như bây giờ nó có những hình ảnh của Phật, hình ảnh của các vị Bồ Tát, mình nhìn tự nhiên tâm mình thanh thơi. Nó có những âm thanh, nó làm cho con người mình nhẹ nhàng. Cho nên quý vị thấy có những người, người ta bị stress, người ta bị stress quá mà người ta ngủ không được. Rồi bắt đầu người ta mở nhạc, người ta nghe, người ta ngủ cũng không được. Thì cuối cùng người ta phải tạo ra những gì? Tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước reo. Để làm gì? Để nó làm thanh tịnh lại cái tâm hồn của con người. Tại vì con người mình mỗi ngày nghe biết bao nhiêu tiếng. Tiếng sầu, tiếng thương, tiếng khổ, tiếng ghét, tiếng đủ thứ hết. Bây giờ có một loại tiếng, mà cái tiếng đó là thiên nhiên, để mình đừng có phân biệt gì nữa hết. Tại vì thí dụ như mình mở một cái bản nhạc lên, mình nghe Tuấn Ngọc hát, cái mình nói Tuấn Ngọc hát, mà bài này Vũ Khanh hát chắc hay hơn. Thí dụ mình ngồi mình ngủ, mình muốn tư tưởng mình nó thư thản, nhưng mình có nghe tức là có phân biệt. Có người mình là hãy nhìn là sẽ có phân biệt, hãy thấy là phải nói, mà nói khi mà nói lên là có sự phân biệt. Cái này á, nó tốt hơn cái kia. Mình ăn cũng vậy, mình đưa miếng vô, cái này nó lạc hơn kia mặn hơn nọ. Rồi ngửi, cái này nó hôi hơn kia thơm hơn nọ. Cho nên mỗi ngày thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, có bao giờ mình không nói không? Không có. Cho nên cái xúc thực, tức là cái tiếp xúc của mình đối với tất cả cảnh duyên bên ngoài rất quan trọng. Cho nên khi mà tâm mình tịnh rồi đó, thì mình sẽ biết rằng cái đó nó làm vậy, mình không có thể thay đổi hơn. Thì mình sẽ nhẹ nhàng, và mình bớt đi những cái tư tưởng chống bán. Ngay cả bản thân mình cũng cái món đó, có khi mình ăn khá, như bây giờ mình bệnh mình ăn giảm. Rồi có nhiều khi mình thích, nhưng mà người khác ăn không được. Nhưng mà mình có một cái khuynh hướng là mình ghét luôn cái gì mà mình không thích đó, mà mình bắt người khác phải ghét theo mình mới chịu. Cái gì mình ưa, mình phải bắt mọi người phải ưa theo mình mới thích. Cho nên mỗi ngày mình luôn luôn mình tiếp xúc, và chẳng những vậy mình xách động. Cho nên đó, khi mình chơi với nhau đó, cái tâm thức mà cái cộng đồng đó, nó quan trọng lắm. Tâm thức cộng đồng quan trọng. Một cái người, một trong một gia đình mà ngày nào cũng nói những cái lời chửi mắng, những cái lời nói làm khổ cho nhau, thì trước sau gì những đứa con trong nhà nó ảnh hưởng hết những cái lời nói đó. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm. Mà muốn có chánh niệm thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có một cái cách nào đó tu tập để làm cho tâm bình tĩnh. Chúng ta có thể tụng kinh mỗi ngày để giúp cho tâm bình tĩnh. Chúng ta có thể niệm Phật mỗi ngày để giúp cho tâm bình tĩnh. Hồi xưa người ta niệm Phật không phải giống mình là Nam Mô Di Đà Phật. Cái cách người xưa niệm Phật là: con xin hướng về Phật. Phật là Đức Như, là Đấng Như Lai, là Bậc Ứng Cúng, là Bậc Chánh Biến Tri, là Bậc Thiện Thể, là Bậc Thế Gian Giải, là Bậc Vô Thượng Sĩ, là Bậc Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Hồi xưa ta, khi ta niệm đó là ta nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ những đức tánh lành thiện ở nơi Phật. Bây giờ chúng ta có thể niệm một người đó. Ví dụ như mình nói mình, tôi niệm về anh A. Anh A anh rất là tốt, anh luôn luôn nâng đỡ cho mọi người, anh biết lắng nghe người khác, ảnh biết nâng đỡ người khác, ảnh không bao giờ ảnh chê bai người khác. Những đức tánh đẹp của người đó mình nhớ nghĩ, gọi là niệm, để làm cho mình giảm đi cái buồn khổ về người đó, cũng như mình học được những cái hạnh của người đó. Ngày nay chúng ta niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm hoài để cho cái hình ảnh Đức Di Đà, cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm cho cái tâm mình lắng xuống. Nhưng mình vẫn có một cách niệm nữa, là mình niệm về cái lành thiện của người đó. Nếu chúng ta không chánh niệm, mình cũng niệm người đó, nhưng mà niệm gì biết không? Người đó là người xấu, người đó là người ăn gian, người đó là người ăn cắp, người đó là người thế này thế kia. Khi mà nhiều cái tiêu cực, nhiều cái xấu về người đó,
thì hình ảnh người đó bây giờ trở thành ra một cái tư niệm thực xấu. Rồi bắt đầu cái tâm thức của mình nó chứa đựng người đó xấu. Mình gặp ai mình cũng nói đừng chơi với người đó xấu lắm. Để ý nghe, chị để ý nghe. Vô ăn lúc nào cũng lựa cái ngon ăn trước. Tức là mình luôn luôn mình nghĩ những cái, mình có những cái tư tưởng về người đó, và mình đi nói cho người khác. Cho nên những cái người trẻ mà bây giờ họ có những cái tư tưởng tiêu cực về cuộc đời là tại vì họ gặp những người luôn luôn sống tiêu cực và hướng dẫn họ tiêu cực. Và khi mà mình học Phật á, mình mới thấy rằng Đức Phật đã phân tích rất kỹ, đã nói rất hay về những cái tiếp xúc. Tại vì có những cái tiếp xúc nó không khác gì thức ăn hết. Mỗi ngày mình đưa thức ăn vô mình nuôi cái thân mình, thì mình phải tìm những cái thức ăn nào nó bổ dưỡng, nó lành mạnh để mình nuôi cái tâm hồn của mình. Còn không á, là ngày nào mình cũng có những cái, ví dụ có một cái người đó, họ nghĩ rằng trên thế gian này ai cũng xấu hết. Quý vị có nhớ cái chuyện đó, ông Khuất Nguyên nghĩ rằng ai cũng xấu hết, trên thế gian này ai cũng xấu hết. Cho nên là ông nghĩ rằng nước sông thì đục. Ông mới nhảy ông xuống trong sông, ông tự vận ông chết. Ông nghĩ là không cần phải sống nữa, thế gian này nó nhiều người xấu quá. Người ta thấy ông tội nghiệp quá, người tốt mà chết như vậy. Người ta mới làm cái bánh ú á, người ta quăng xuống sông á, để cho ông có ông sống, hoặc là ông nương theo cái đó ông nổi lên. Từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5 cúng bánh ú nước tro. Cho nên cái đó là một loại bệnh đó, là cái loại bệnh của mình là mình nghĩ ai cũng xấu, chỉ có mình tốt. Và chính những người ngày nay mà người ta có nhiều cái tinh thần, một cái tư tưởng khủng bố người khác, là tại vì họ sống trong cái tâm thức, họ sống trong một cái cộng đồng mà tâm thức toàn là những cái tâm thức khủng bố. Vậy thì cái người đệ tử Phật của chúng ta phải tu như thế nào? Chúng ta phải tu như thế nào để làm sao chúng ta đóng góp hòa bình mà thật sự không phải bằng cái lời nói cầu nguyện của chúng ta? Chúng ta lúc nào cũng nói con cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhưng mà làm sao để mình làm cho thật sự thế giới này thật sự hòa bình nếu như mình chỉ nói mà mình không có làm gì hết? Thì căn bản nhất Đức Phật dạy cho tất cả những đệ tử Phật phải tu tập năm giới. Chỉ cần chúng ta tu tập năm giới cho tốt thì nhất định chúng ta là một thành viên đóng góp cho sự hòa bình rất tốt. Bây giờ cái giới thứ nhất thôi, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, và con xin nuôi dưỡng cái tuệ giác của tương tức. Tuệ giác tương tức là sao? Con ham sống, người cũng ham sống. Con sợ chết, người cũng sợ chết. Đó là sự tương tức. Quý vị có tin là con vật nó sợ chết không? Sợ chứ. Bằng chứng nè, mình thấy con thỏ, nó nghe cái tiếng mình nó chạy gần chết. Con nai nó gặp mình dương cung là nó chạy. Nếu nó không sợ chết tại sao nó phải chạy mình? Thử bây giờ mình đây, con gà nó đang đi, mình lấy cái đá mình chọi đó coi nó chạy không? Nó chạy. Và khi mình rượt nó biết chạy. Nó chạy. Khi nó đau nó biết chạy, nghĩa là nó biết đau và nó vẫn ham sống. Mà chính nó ham sống, đó là cái hình ảnh của tương tức. Chữ tương tức là gì? Tức là chúng ta có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Trong một gia đình đó, nếu mà người cha đau khổ, làm sao người vợ không đau khổ được? Và làm sao con nó vui được? Cha bệnh là cả nhà cùng bệnh, mẹ bệnh là cả nhà cùng bệnh. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói một câu rất là hay:
Một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Quý vị nhớ câu đó trong kinh Địa Tạng không? Một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Ví dụ bây giờ cái chùa mình nó rộng vậy, nó có tổng cộng 2-3 cửa để đi vô đi ra, mà cái người mình không thích đó, mình cứ đụng mặt hoài. Lúc đó mình sao cảm thấy sao không gian này bây giờ nó thu hẹp lại, mình không muốn thấy mà cứ phải gặp. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là nói thật chứ không có nói gì mà không thật. Một người tội thấy thân mình nằm chật cả ngục. Một khi tâm hồn mình đau khổ rồi thì có chỗ nào mình ngồi mình thấy vui đâu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì khi mình buồn rồi là không có chỗ nào mình vui, và không ăn cái gì mà cảm thấy ngon hết. Thì những món ăn đó bây giờ là những món ăn của địa ngục. Có nhiều khi mình bình thường mình ăn cơm với nước tương mà ngon ghê gớm lắm, vậy mà bữa nay mình ăn cơm tàu hũ muối xả mà ăn vô nhai tàu hũ mà sao thấy nó cảm thấy nó nhạt nhẽo, nó không ngon nữa. Tại vì lúc đó tâm hồn mình đau khổ. Cho nên ý thức được, nuôi dưỡng cái tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ mạng, sinh mạng của con người và các loài động vật, thực vật. Cho nên những người Mỹ ở đây á, mình thấy họ thương chó, thương mèo một cách khủng khiếp không? Ở trên em Minh Tinh á, có một cái gia đình đã làm chủ một cái nhà hoàng, mà bây giờ bán cái nhà hoàng đó đi để mà duy trì một cái, họ có hai cái nhà hoàng. Một cái nhà hoàng là để cho người chết, con người mình vô đó làm lễ. Một cái nhà hoàng dành riêng cho thú vật, nó kêu là Pets Funeral Home. Ở đây nó có một cái, không biết ở Regina có, em mình tin nó có một cái nhà hoàng là dành riêng cho tang lễ của thú vật. Mà cái khi mà đi thiêu con vật á là nó cân ký nó thiêu. Thí dụ như bây giờ mình có con mèo 2 kg, lúc nó chết nó 2 kg đem vô chôn, đem vô thiêu. Thì nó nếu mà 2 kg thì nó phải dùng thời gian tiếng, mình nói ví dụ vậy đi, thì nó tính $100. Thí dụ vậy. Bây giờ con chó chết, con chó tới 10 kg cần tới 3 tiếng để thiêu thì nó tính tiền 3 tiếng. Thì con vật mà chết đó là không phải tính theo con người mình là đi vô một cái service, một cái package như vậy là $10,000. Mà con vật mà chết đó là nó tính theo cái kiểu là cân ký lô rồi đi làm lễ. Mà có những gia đình người ta làm lễ đàng hoàng, cho nên nó có một cái nhà hoàng dành riêng cho con thú. Mình đã có, nó kêu là gì đó, Animal Hospital rồi. Thấy không? Tức là bệnh viện thú y, mình kêu thú y đó, cắt tóc, cắt móng tay, bệnh cảm giờ đem vô chích mũi Tylenol này kia kia nọ, rồi hoặc là sanh ra con chó bẩm lúc mà sinh ra bẩm sinh có tật, nó sanh ra cái chân nó bị là đi cà nhắc vậy, đem vô cho ta chỉnh xương lại 3,000. Ở đây một con chó mà nó bị trật gân trật xương 3,000, mà mình nuôi một con chó mà không có license. Rồi Pháp Hòa có một Phật tử là họ đăng ký cho con chó lấy họ của họ luôn. Tức là ví dụ như con chó đó tên là Kiki gì đó, rồi lấy họ Trần, họ Nguyễn gì đó, ráp vô luôn, có license đàng hoàng. Mai mốt chết là đọc lên Nguyễn Kiki đàng hoàng. Phong Hòa mới đêm hôm nhận được một cái email của một Phật tử là có con vật nó chết, bây giờ là xin thầy chỉ làm sao khai thị cho nó và làm đám tang cho nó. Nói như vậy á không có nghĩa là mình xúi biểu cái chuyện đó, nhưng mình nói là người ta có những cái tình thương đối với con vật, tại vì họ trọng nó như một con người. Nhưng mà có những người, người ta nghĩ rằng người ta đối xử với con người á còn thua họ đối xử với một con vật. Vậy thì cái giới thứ nhất của đạo Phật dạy chúng ta đó là phải tôn trọng sự sống của mọi người. Vì tôn trọng sự sống cho nên chúng ta nguyện không giết người hại vật. Vì chúng ta thấy rằng ai cũng có quyền sống và ai cũng rất thích sống. Mà rõ ràng quý vị đi vào trong rừng đó, nếu mà con vật nó đứng sờ sờ đó, mình đâu cần dùng chữ săn bắn. Phải săn nó mới bắn nó được.
còn không thì không thể, tại vì nó gặp mình nó trốn. Thì chứng tỏ trong bản chất của con vật nó vẫn có bản chất của ham sống sợ chết. Đó là tôn trọng sự sống. Con nguyện không sát hại, không để người khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới. Không có tự mình làm, không có xúi biểu người làm, không có thấy người làm mà vui mừng theo. Chúng ta dùng cái từ là gì? Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Mình không làm, không biểu người làm và không vui theo cái người ta làm. Tội của mình đó, nó ở ba chỗ nha. Mình không làm mà xúi người khác làm cũng tội bằng với người làm. Mình không làm, không xúi người ta làm mà tự động nó làm, hả hê quá. Nhiều khi mình còn chạy tới mình nói tôi cảm ơn chị nghe, tôi muốn quánh nó ghê lắm rồi mà không có dịp. Bữa nay chị quánh thôi giùm tôi. Thí dụ vậy. Cho nên Phật nói cái tội của mình ở ba chỗ: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy người khác làm mà vui mừng theo. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới. Trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con, tư duy cũng không có. Cho nhiều khi á, mình giận ai quá cái mình nói sao, tao mà có cây tao đập cho mày chết. Mình không có làm nhưng mà mình lúc đó mình tức quá mình nói vậy đó. Nhưng mà cũng không nên, tại vì mình nói riết như vậy nó mang một cái tư tưởng tức, cái tư tưởng dữ ở trong người của mình. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nghe người ta nói hoài, tao mà biết á, sanh mày ra bất hiếu vậy hồi nhỏ tao bóp mũi cho mày chết cho rồi. Không biết quý vị nhớ hồi nhỏ là mình hay cứ nghe nói câu đó, cái thì cái đứa con nó tức quá nó vậy sao bà không bóp cho rồi đi. Vô thì quý vị thấy những cái tư tưởng á, rồi cái thì hồi nhỏ cái đứa con mình nó không biết cái câu đó, nhưng mà nghe mẹ mình mắng mình câu đó. Rồi khi người con nó lớn lên, có chồng có vợ, sanh con ra, rồi gặp đứa con nó ngỗ nghịch cũng nói y cái câu đó. Tại vì những cái câu chửi mắng đó là đời này nó truyền tới đời sau. Thì cũng như những câu ca dao. Thí dụ hồi nhỏ mình nằm trên võng, mình nghe má mình ru những câu hò mình ngủ. Lớn lên nó đi vô trong tâm mình, rồi lớn lên mình cũng hò, cũng hò những câu hò đó. Pháp Hòa có hai anh em mà xê xích không có bao nhiêu, cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa không có ru em. Nhưng mà nghe hàng xóm người ta ru con, người ta ru cháu người ta, rồi mình kế dách kế bên nghe riết nó cũng vô. Cá răng ba láng dàm sáng phong điền, anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Bây giờ mình lớn lên mình nói là nói dòng nói do không qua nói thật. Không, cái răng ba láng dàm sáng phong điền, ý nói chỗ này chỗ kia phải không, nhưng mà em không có nói gì xa đâu. Anh có thương em thì hãy cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Giống như bây giờ mình đi thăm bà con vậy ha, tới nhà bà con lâu lâu đi xa chơi, cái bà con thấy thương quá, chỗ anh có mì không, trời chỗ tôi Regina nó hẻo lánh lắm, không có gì ngon hết trơn. Cái thế là họ mua quá chừng đồ, họ phát về mình trả gần chết. Mình nói thôi đưa đô đi cho nó gọn. Đưa đồ nó nặng. Tức là cái tâm thức và cái tâm thức cộng đồng là ngày là vậy. Rồi mỗi ngày cái tai mình tiếp xúc, mình tiếp xúc cái gì lành thiện là nó lành thiện đi theo. Thấy được rằng tất cả những bạo động, sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Lưỡng nguyên là gì? Tức là đối đãi tốt, xấu, thiện, ác, hay, dở. Con người mình luôn luôn có cái nhị nguyên đó, mà chính cái nhị nguyên này làm cho có sự kỳ thị. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói rằng á, tôi biết cái người đó dở, nhưng mà người đó vẫn có những cái hay, chứ không có phải dở hết đâu.
Và bản thân tôi cũng có những cái hay, nhưng mà tôi cũng có những cái dở. Cái hay của tôi á, là tôi làm, nhưng mà tôi có một cái dở á, là tôi nóng. Ai làm trật cho tôi phát cáo lên. Mà cái hay của anh đó, ảnh làm dở nhưng mà ảnh luôn luôn anh chịu học. Thấy không? Người ta luôn luôn người ta làm dở, nhưng mà có cái hay là người ta chịu nghe, người ta lắng nghe, người ta học. Khi mình không còn cái đó nữa thì tự nhiên mình không còn kỳ thị. Mình không còn kỳ thị. Mình không có kỳ thị là giá sống với lại rau muống nữa. Tất cả những bạo động, sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Cuồng tính cũng nguy hiểm lắm. Cho nên trong nhà Phật dùng cái chữ tính. Tính là gì? Là có tư duy rồi mới tin. Mới đầu là tin thôi. Thí dụ như mình nói một cái câu gì đó, người đó chưa có tính mình đâu, tin thôi. À, tôi nghe nói tôi để ý. Rồi tư duy. Sau khi tư duy thấy điều đó đúng, chữ tính nó xuất hiện. Thí dụ như người ta nói, ồ cái người đó có uy tín lắm. Tại vì mới đầu tôi tin người đó, tôi làm theo và tôi thấy người đó luôn luôn giữ được cái sự gọi là trung thành giờ giấc cũng như việc làm. Bây giờ tôi có niềm tin ở nơi người đó. Có nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào, để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Cái này không phải của đạo Phật mà là chỉ Phật tử sử dụng. Ai cũng có thể học cái này hết. Tại vì cái này là những cái điều rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Khi con người còn kỳ thị, còn cuồng tính, thì con người còn nhiều cái sự gây ra đau khổ cho nhiều người trên thế giới, như hiện nay chúng ta đang thấy. Giới thứ hai, ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra. Con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài sản của con với những người thiếu thốn trong ba lãnh luật tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Có những người người ta còn thiếu thốn sự suy nghĩ, thiếu thốn sự nói năng, thiếu thốn sự hành động. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Đó là để bình đẳng. Mình nuôi, mình trọng cái bình đẳng trong xã hội, mình không ăn cắp của người ta mà lấy gì. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc khổ đau của chính con. Nếu mình thấy rằng cái người đó cái hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình đó, thì không bao giờ mình không tìm cách giúp họ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, gia đình vợ còn lại ở Việt Nam rất là nghèo và cần người vợ giúp. Nhưng mà nếu mà người chồng khắt khe với vợ, nói rằng làm nhiêu vơ vét về nuôi bên vợ hết. Nếu như mình không cảm thông, ngược lại nếu gia đình mình còn kẹt ở Việt Nam, thì liệu mình mà vợ mình khắt khe như vậy với mình có khổ không? Và mình nghĩ rằng nếu như mình thật sự mình thương vợ mình, để cho vợ mình bớt cái stress, bớt cái sự mà lo lắng, hay là nhiều khi do mình khắt khe quá cho nên vợ mình bắt đầu bây giờ sống mà lại sao? Lại không có được thành thật với mình. Tại vì muốn giúp gia đình mà mình không có cho giúp thì người ta phải lén lút, người ta cất này một chút, cất kia một chút. Thì tự nhiên chính mình chỉ chút một chút hẹp hòi của mình mà làm cho vợ mình cũng hư đi cái tánh chân thật, mà cũng làm cho sống mà không có được một cái sự thoải mái để giúp đỡ gia đình. Thì cái này là nó là như vậy. Thí dụ bây giờ mình thấy rằng hạnh phúc của vợ mình chính là hạnh phúc của mình. Nếu vợ mình được giúp gia đình mà rất là rõ ràng, thí dụ muốn giúp, anh ơi tháng này em gửi về giúp cho gia đình đó nha. Nhưng mà nếu mà ở bên Việt Nam họ quá đáng, thì mình có thể ngồi lại mình bàn mình cách nào đó. Nói chung là mình thấy rằng cả hai cùng ngồi lại để có thể giúp đỡ được.
Vì vì hạnh phúc của người này cũng chính là hạnh phúc của mình. Có nhiều khi chính cái sự khắt khe của mình mà làm cho người vợ không thoải mái. Phá Hoài ví dụ khác. Người vợ á, thích đi chùa. Bây giờ mình không thích đi chùa đó là chuyện cá nhân của mình. Bây giờ mình nghĩ rằng giữa cái chuyện vợ thích đi chùa và thích đi casino, mình muốn vợ đi đâu? Bây giờ, nhưng mà bây giờ mình vì một cái sự hiểu lầm gì của mình hay một cái gì đó của mình không có niềm tin, mình cấm vợ không được đi chùa. Thì từ đó về sau mỗi lần vợ đi chùa thì vợ lại phải nói không thật là không, ờ em đi tới nhà bạn thế này thế kia. Mà cái chuyện đâu cần, đâu có đáng để cần phải nói không thật. Nhưng mà chính mình đã không có cởi mở, mình đã sống rất kỳ thị, mình đã sống trong cái sự gọi là hẹp hòi, cố chấp của mình, mà để cho cái người kia lẽ ra sống thật, riết mình chuyển, mình làm riết cái người đó sống không còn thật nữa. Trong con cái của mình cũng vậy. Lúc nào mình cũng la hét, mình cũng bắt thế này thế kia, riết nó sợ quá, cái lúc nào nó cũng phải nói dối với mình. Tại vì nó không muốn làm cho mình những cái chuyện không đáng để mà mình phải la lên. Từ đó cái hòa bình ở nơi mình đã không có, hòa bình trong gia đình mà không có, hòa bình ở ngoài. Đứa nhỏ nó được từ nhỏ nó được training, nó được mình đào tạo nó trong một cách vô tình như vậy để trở thành ra những đứa nhỏ sống lúc nào cũng thủ cho mình và không bao giờ biết mở lòng cho người. Tại từ nhỏ nó đã như vậy. Riết rồi cái xã hội con người nó là như vậy. Sống chỉ lo bảo thủ cho mình, không biết cởi mở cho người. Nguy hiểm lắm. Cho nên thưa đại chúng, năm giới này á, mà nếu chúng ta mỗi người chúng ta mở lòng, thí dụ bây giờ tôi trong năm giới tôi giữ không có hết, tôi giữ được có ba thôi, cũng cứ phát nguyện thọ. Tại vì nếu mình không thọ, không tiếp nhận, thì mình không biết cái đó là của mình. Pháp Hòa nói vậy nè, ví dụ vậy này, đại chúng có thấy ở đây á, mấy cái người Mỹ họ bán đồ cho mình không? Họ cho mình đem về xài, không thích bỏ một thùng, còn receipt đem lại sau một tháng return nó vẫn lấy như thường. Nhưng nếu họ không mở cái đó, mình nó chờ không biết tôi có xài tôi thích không, không dám mua. Có phải không nè? Giờ họ cho mình đem về thử, mình không thích mình trả. Nếu mình thích không chừng mình mua thêm, hoặc là mình quảng cáo cho người khác nữa. Đâu có hại, không có hại gì hết. Mà chính cái chuyện mà chính cái chuyện người Mỹ ở đây á, họ bán cho mình mà họ cho mình tự do đem trả lại, chính họ cởi mở như vậy cho nên mình không có ngại gì phải mua. Chứ mua đồ rất là thoải mái, thích thì mua, một thử thì cứ mua, mà không thích thì đem trả lại. Chính họ cởi mở như vậy cho nên nó làm cho con người mình thoải mái khi mua sắm và thoải mái để trả lại. Chính cái cởi mở đó làm cho mọi người sống cởi mở theo. Thì ở đây cũng như thế. Cho nên một cái cách mà họ bán hàng mà họ có cái trí tuệ. Nhiều khi tiếc một mà cả đời không bán được, còn bây giờ hy sinh một mà bán được 10. Nhiều khi họ tặng. Ở đây quý vị vô Costco phải không? Họ bán gì cho mình thử. Không cho người ta thử sao người ta biết ở đó ngon không, mà người ta dám mua, ai dám bỏ ra cả 10 đồng bạc mua cái bánh con chút cho người ta thử. À ngon, người ta thấy ngon, ta sẵn sàng ta mua. Thì ở đây cũng vậy, mình phải mở lòng. Thì cái giới rất là hay. Con nguyện tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Hạnh phúc không có thể nào có thật nếu không có hiểu biết và thương yêu. Có hiểu mới có thương. Không hiểu thì không thể thương được. Có nhiều khi người ta nói một câu nói chơi mà mình không hiểu người ta nói chơi. Mình chấp câu đó là nói thật rồi từ đó mình giận. Rồi thì mình hiểu cái người đó, hoặc là đôi khi mình hiểu cái người đó họ nói thiệt đó. Nhưng mà họ không có cái lòng ác, chẳng qua cái miệng họ thích họ nói vậy thôi. Giống như có người đó họ học phá chấp nghe. Học phá chấp. Tự nhiên mới đón giao thừa xong đứng dậy nói thôi năm mới chúc mọi người không may mắn nghe không.
Cái thì cái năm đó mình xui, nhưng mà nếu mình mở lòng mình nói cái người này á, họ họ không phải là họ xấu, họ muốn chúc theo cái kiểu thượng thừa, tối thượng thừa, nghĩa là phước ai nấy hưởng, chứ không có cái chuyện chúc tụng với nhau mà người đó hạnh phúc. Ví dụ giờ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói chúc thầy khỏe nghe, nhưng đâu có nghĩa là chúc cái thầy khỏe đâu. Thầy khỏe hay không là phải tự thầy có chịu take care thầy không thôi. Nhưng mà có bao giờ mình gặp mình nói thôi chúc thầy mau bệnh nghe? Đâu có ai chúc vậy đâu. Không, trên cái thực tế là mình phải chúc người ta khỏe. Và thậm chí mình gặp người đó có chuyện buồn mà nói dạ thôi tôi xin chia buồn với chị. Nói vậy đó mà dám nhận không? Mình chia buồn với người ta, nhưng mà thí dụ người ta quăng cục buồn mình dám lấy không? Không. Rồi bây giờ á, mình gặp người ta vui quá, mình nói dạ xin chia vui với anh. Vui ai dám chia không? Mình sẵn sàng mình nhận, nhưng mà ai dám chia cho mình cái phần vui không? Cho nên cuộc sống á, cái lời chúc tụng đó là một cái ý nguyện, ước muốn thôi. Nhưng mà thật nhìn theo cái vô tướng, cái sự không có chấp, thì sự thật là không phải vậy. Nhưng mà không thể nào nói ngược hơn được, vì cuộc sống nó là như vậy. Và mình có hiểu biết thì mình sẽ có thương. Đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại hệ lụy và tuyệt vọng. Ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con, chứ không đến từ bên ngoài. Hạnh phúc là nó đến từ cái chữ nhận thức của mình. Ví dụ vậy nè, cái người đó họ chơi với mình 5 năm rồi, tự nhiên cái năm thứ đang vui vẻ, cái năm thứ 6 cái họ nói thôi giờ họ nghỉ chơi, họ không chơi mình nữa, buồn quá. Giờ mình sao mình không nghĩ vậy nè, họ người này rất là thật, năm thứ 6 họ hết thương mình rồi, họ nói họ không thương, họ không thích nữa. Còn đỡ hơn họ cứ tiếp tục lợi dụng, họ lường gạt mình để làm cho mình khổ dài dài cho tới 10 năm. Thành thử khi mà họ nói thật với mình phải thấy rằng à, họ không thương, họ nói họ không thương nữa. Đỡ hơn là họ giả bộ trước mặt mình để họ lén lút, họ làm những chuyện sau lưng mình, họ lường gạt mình, họ làm mình khổ hơn nữa. Cho nên tự mình phải suy nghĩ cái điều đó rồi mình giải tỏa. Thôi tôi cảm ơn, anh tha cho tôi sớm đó. Anh không làm khổ tôi tiếp tục nữa. Nó như vậy cho nó khỏe hơn. Cho nên á, đạo Phật á, khi mình đến mình nói Phật ơi, Phật cho con hết khổ. Không phải Phật nghe mình tha thiết như vậy, Phật búng cái cho mình hết khổ rồi, búng cái cục khổ đó ra khỏi đâu. Nhưng mà Phật cho mình cái bài kinh đó mình tụng, muốn hết khổ Phật chỉ. Cho nên Phật khi Phật nói rằng con người mình cái sự thật của thân là bệnh già chết. Do đâu mà có bệnh? Do mình ăn uống không có chánh niệm. Cho nên vừa rồi qua đọc một cái bài, bớt ăn một chút, bớt ăn gọi là cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa. Mình cái chuyện dĩ nhiên nghĩa là khi mình cái mình bớt cẩn thận cái này là cái nhân, và dĩ nhiên cái này nó sẽ giảm. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa. Kềm chế nóng giận dĩ nhiên hài hòa. Mình nóng giận, mình bộc lộ thì làm sao mà có được sự hài hòa trong đó. Cho nên á, cái giới thứ hai là giới nuôi cái sự bình đẳng, không ăn cắp ăn trộm của người khác, và phải thấy rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác, chứ không có kỳ thị, không có một cái sự gọi là ganh đua trong đó. Giới thứ ba, ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của người khác. Cam kết gì mà phải tôn trọng?
Lúc hai người ta đám cưới, người ta đứng trước mọi người đó: anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng sẽ nguyện trọn đời sống bên nhau. Hai bên nguyện xong rồi mình cũng nguyện vậy. Mà bây giờ mình nở lòng nào mình làm cho cái cam kết của người đó bị phá hủy đi. Cho nên tại sao mình, có nhiều người sẽ nói rằng: tôi quy y Phật được rồi, tôi tự tâm thôi, tôi tại sao phải có cái lễ? Dạ thưa không, cái lễ đó chính là cái xác định và làm cho mình vào một trong cái khuôn. Còn mình mà không có cái lễ thì tự mình nói: tôi đâu có nguyện hứa gì đâu. Thôi đừng nói chi nguyện với Phật trời nghe. Nội cái chuyện đơn giản là mình giúp người ta, nói thôi tôi cũng hứa, tôi tới được là tới, chứ chị đừng, tôi hứa rồi tôi không tới thì tôi mất uy tín rồi, thí dụ đó. Người thế gian mình cũng sợ. Thì rõ ràng nếu mình có cái ước, có cái nguyện thì mình sẽ làm. Giới thứ ngã tư là ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Cái giới thứ tư là ái ngữ và lắng nghe. Cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, một là nói, hai là nghe. Mà đa số là mình muốn nói hơn là muốn nghe. Và chính mình muốn nói nhiều hơn muốn nghe, cho nên nó thiếu cái sự quân bình. Bởi vì mình nói không mà mình không bao giờ mình cho mình bắt người khác nghe. Mà mình không muốn nghe người khác thì làm sao trong con người mình nó có thể quân bình được sự hiểu biết. Chứ hôm rồi bà thấy người ta viết một câu rất là hay: người ta chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học nghe. Con nít á, nó nuôi mình nuôi nó lớn, trong vòng 3 năm là nó có thể nó học nói bập bẹ rồi, từ đó là bắt đầu nó nói. Nhưng mà suốt cuộc đời mình phải bỏ ra cả đời để mình học nghe. Tại vì mình đa phần là mình muốn nói nhiều hơn là mình muốn nghe. Mà chính mình không muốn nghe cho nên sự hiểu biết của mình nó không có khai mở. Cho nên mình có một ông La Hán, trong 18 ông La Hán có ông La Hán ông cầm một cái cây ông quấy lỗ tai ông vậy nè. Ông La Hán đó tên là La Hán Khoái Nhĩ. La Hán Khoái Nhĩ. Vậy thì những La Hán mà chúng ta gặp ở trong các chùa mà để hình thù đủ kiểu, để làm gì? Để nói lên muôn hạnh của thế gian. Mỗi người quý vị nhìn tượng La Hán không có gì nào nét mặt giống nhau hết. Ông thì trợn mắt, ông thì ngồi yên, ông thì gác tay, ông thì khoái mũi, rồi vân vân. Mục đích những cái bức tượng đó và những hình ảnh đó, những tên gọi đó, chỉ để nói lên cho chúng ta biết rằng trong thế gian này mỗi người mỗi hạnh mỗi cách, và người nào nếu chúng ta nhìn ở nơi họ, họ đều có những cái để chúng ta học hết. Có một La Hán, ông lấy cái tay ông mở ngực vậy nè, mở cái ngực ra, ở đây có một tượng Phật, Phật tại tâm. Cho nên ông La Hán này gọi là La Hán khai tâm. Rồi con người mình sống á, đôi khi á, mình phải ngồi mình trầm tư, mình suy nghĩ lại những cái việc đã qua để mình rút những cái kinh nghiệm mình sống. La Hán đó gọi là La Hán trầm tư. Có người đôi lúc và nếu mình gặp một người nào đó sao bữa nay tự nhiên nó không còn bình thường như ngày thường nữa, thì đúng rồi. Vì vậy và cho nên gọi là có những phút giây phút đó người ta cần trầm tư về cuộc sống. Cái giới thứ năm là giới nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do thói quen tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm. Bốn loại thực phẩm hồi nãy bà nói đó: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực và tư niệm thực. Đó là bốn loại thức ăn, mình phải nhìn cho kỹ để mình có chánh niệm về bốn loại thức ăn này. Thưa đại chúng, không ngày nào mà mình không có tiếp xúc với bốn loại thức ăn này. Nếu như mình không có được cái tư niệm thực á, là nuôi dưỡng một cái ước nguyện cao đẹp, thì mình khó thành tựu được cái gì lớn lao cho đời mình.
Hôm rồi có những vị người ta, có những em nó lên nó nói với nó là, nó nói Pháp Hòa là bây giờ cuộc đời nó muốn chết chứ nó muốn sống nữa. Tại vì nó thấy nó đã lãng phí 40 năm. Pháp Hòa mới nói 40 năm lãng phí mà tới cái năm thứ 40 mà tỉnh thức á, thì nó vẫn còn hơn những người tới 60 năm. Thì Pháp Hòa mới, em nó đang ngồi nói chuyện Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới đưa một cái ly nước lên. Pháp Hòa nói ly nước này trước khi đựng trà, có thể ngày trước nó là một cái ly người ta đựng gạt tàn thuốc, nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cái ly này đã đựng cái khói, cái tro thuốc rồi, nó không còn xứng đáng để mình uống trà nữa, mình sẽ dục cái ly nó uống lắm. Chỉ cần biết rửa sạch, tẩy sạch thì cái ly này trở thành ra một ly uống trà. Thân thể đời sống của chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta đã dại dột, chúng ta làm cái điều sai quấy ở nơi thân tâm của mình, nhưng đâu có nghĩa là khi mình tỉnh thức rồi là mình phải bỏ, mình phải giết mình đi mới gọi là kêu là tỉnh thức. Cái chân thật sám hối và tỉnh thức là mình hãy dụng lại cái thân này để làm những gì hay hơn. Quý vị biết á, những cái xứ nghèo á, nó có những cái cây cổ thụ trên rừng á, mà nếu mà người ta không có cái tuệ giác á, là cái khúc gỗ nó là bỏ. Bây giờ người ta tuệ giác, người ta đem vô những cái rễ cây to đó, người ta đem vô, ta đánh là rửa sạch đất đai, bắt đầu người ta cưa cho nó thành từng bàn, làm ra một cái bàn. Mà một cái bàn rất thiên nhiên bằng những cái tảng cây đó. Rồi những cái khúc cây mà nhỏ nhỏ đó, người ta cưa ra, người ta làm ra những chiếc ghế, thành ra bộ bàn mà rất thiên nhiên, rất nghệ thuật. Và bây giờ rất mắc chứ không phải rẻ đâu. Những bộ bàn đó mắc lắm chứ không phải rẻ đâu. Thay vì mình vứt nó thùng rác rồi đó. Quý vị thấy. Cho nên ở Việt Nam mình đó, cái dừa khô á, người ta lấy cái trái dừa khô, người ta cắt nó ra, người ta nạo dừa xong rồi thay vì hai cái miếng dừa khô đó, bây giờ người ta lật ngược nó lại như đứa nhỏ đó, rồi người ta lấy cái sắt, cái vỏ dừa khô đó, ta quấn quấn lên thành tóc, thấy không? Rồi ta lấy mấy cái miếng dừa đó, ta cắt thành mũi mắt, ta làm lên, tự nhiên thành một cái hình búp bế bằng hoàn toàn là vật dụng của dừa. Ở Việt Nam mình cây dừa là sử dụng từ đầu đến đuôi à. Mọng dừa, rồi củ hủ dừa, rồi gáo dừa, rồi lá dừa, là cái cây dừa người ta tước ra, ta hồi nhỏ mình ăn xôi ăn xôi mình thấy đâu, thật sự ra có cái gì ta bỏ đâu. Thật quan trọng là cái mình biết sử dụng, có chánh niệm để mình sử dụng. Cho nên bản thân mình á, không có cái gì vô dụng hết nếu chúng ta biết dùng nó. Thì hôm nay á, đúng ra mình có thời gian, mình sẽ đọc kỹ năm giới này và chúng ta học từng câu trong này, để chúng ta thấy rằng cái điều tích cực mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nhớ đây, Pháp Hòa tóm lược, đại chúng có thể kiếm một cái bản giới mà quý vị đã từng tiếp nhận quy y đó. Cho nên mình phải đọc đi đọc lại. Cái cách đọc tụng của nhà Phật nó khác lắm. Đọc tụng của nhà Phật là để cho chúng ta có cơ hội, chúng ta cứ tới lui và để làm cho cái chất liệu nó đậm ở trong tâm mình. Kinh mà mình đọc một lần sao mình thuộc, phải nhiều lần mà thuộc. Mà một khi nó thuộc rồi, tự động nó sẽ trở thành ra một công thức giúp cho chúng ta sống. Quý vị biết là Pháp Hòa thuộc năm giới này là đâu có phải Hòa ngồi học đâu, mà tại Hòa truyền giới Phật tử quy y á. Cứ mỗi lần truyền giới cho Phật tử là mình lại phải đọc nó, mà đọc riết giờ Hòa thuộc. Thì như vậy rõ ràng là cái gì mình đọc riết mình sẽ thuộc. Cái nghi thức truyền bát quan trai giới á, Pháp Hòa đâu có ngồi Hòa học, nhưng mà tại tháng nào cũng phải lên. Này quý vị thiện nam tín nữ, Đức Phật dạy rằng bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được. Cứ tháng nào cũng đọc những câu đó riết cái nó nhập tâm. Như vậy thì rõ ràng cái đọc tụng là để giúp cho mình, nó ở trong lòng mình. Mà khi cái đó nó ở trong lòng mình sâu sắc rồi thì nó trở thành ra những món ăn, nó nuôi dưỡng mình. Đó là cách đọc tụng của Phật. Cho quý vị làm sao mỗi ngày có được 15 phút tụng kinh. 15 phút thôi mà không cần chuông mỏ. Thắp cây hương rồi lại Phật ba lại, ngồi mở ra đọc. Rồi cái cuốn giới này mỗi tháng đọc ra đọc lần,
không chừng giờ hỏi đâu rồi con cũng biết con để đâu nữa rồi, chết rồi. Phải đi tìm cho ra cuốn giới này rồi mỗi tháng đọc một lần. Và thưa đại chúng, nền tảng bây giờ Pháp Hòa nói nè, thế nào gọi là đừng làm các việc ác? Trong cái giới thứ nhất nè, đừng làm các việc ác là con nguyện không giết hại các loài sinh vật, động vật, con người, phải không? Nên làm các việc lành, con nguyện bảo vệ sinh mạng của mọi người, không tán thành sự giết chóc, không khuyến bảo người khác giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con, đó là làm lành. Và con không vui mừng theo cái làm ác của người, đó là làm lành. Như vậy thì trong mỗi một giới là tự khắc nó sẽ có hai câu: không làm ác nên làm lành. À, không làm ác giới thứ hai nè, con nguyện không ăn cắp ăn trộm của người khác, đó là không làm ác gì. Bây giờ làm lành nè, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con với những người thật sự trong hoàn cảnh thiếu thốn. Và bây giờ giữ tâm thanh tịnh nè, con ý thức được rằng, con ý thức được rằng muốn công bằng trong xã hội, hay là con ý thức được khổ đau. Ý thức là gì? Do mình định tĩnh mình ý thức. Như vậy thì ba cái câu không làm các việc ác nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ba câu đó nó nằm trong mỗi giới hết. Vì sao? Vì mở đầu mỗi giới, giới nào cũng nói ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Vì đâu mình ý thức? Vì sự trí tuệ an tịnh của mình, vì tâm mình thanh tịnh cho nên mình ý thức được điều đó. Và vì ý thức điều đó cho nên con nguyện không giết người hại vật, và con nguyện bảo vệ sinh mạng của người khác. Con nguyện không ăn cắp ăn trộm, mà con cũng nguyện sẽ khuyên bảo người khác không làm giàu trên sự bất lương, đau khổ cho người khác. Ý thức được những đổ vỡ của các gia đình không hạnh phúc. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây đau khổ cho chính con và cho gia đình của người khác. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo các hạnh ái ngữ và lắng nghe. Học mà mình nguyện, tức là mình có cái tư niệm thực. Cho hay lắm. Thật ra trong năm cái giới này, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta suy ngẫm từng câu từng lời, đầy đủ những cái diệu dụng công hạnh của Bồ Tát ở trong này hết. Cho nên hào quang Phật có 5 màu. 5 cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó là chính là 5 giới này đây. Cái lá cờ Phật giáo có 5 màu mà ngày nay chúng ta đang treo ở khắp các cửa chùa đó chính là 5 giới này đây. Nếu mà năm giới này mà có ứng dụng trong mỗi gia đình, mỗi con người, thì có phải là chúng ta đang là những lá cờ Phật giáo tung bay khắp nơi, thì tự nhiên thế giới sẽ có hòa bình. Bây giờ nếu mà thế giới không hòa bình, bây giờ nói tôi không làm gì được hết. Được, anh làm được 2 giới không? Không sát sanh, không trộm cắp không? Được. Tôi giữ được 3 giới, không tà hành. Người kia giữ được 4 giới, người nọ giữ được 5 giới. Ai có giới nào hãy đóng góp vào trong cái đời sống này. Và căn bản nhất là ở cái giới thứ nhất, không sát hại. Tại vì sao? Khi mình không sát hại tức là mình cho người khác có cơ hội phục thiện. Không lẽ bây giờ người nào người ta xấu mình cũng giết hết, rồi mình cải hóa với ai? Mình muốn người ta hướng thiện mà mình không cho người ta cơ hội, sao ta hướng thiện? Cho hôm nay Pháp Hòa về thăm lại đại chúng, thì Pháp Hòa muốn nói lại cái bài kệ mà căn bản đạo đức nhất, mà cái nền tảng đạo đức căn bản của nhà Phật không gì hơn là 5 cái giới này. Cho nên mỗi người chúng ta đã thọ trì 5 giới này rồi, thì chúng ta tự mình sẽ hiểu rằng 5 cái giới này chúng ta càng giữ, chúng ta sẽ càng có hạnh phúc. Và vì lòng từ bi mà chúng ta giữ giới, chứ không có gì khác hơn. Vì lòng từ bi mà giữ giới. Từ bi giữ giới không sát sanh, từ bi giữ giới không trộm cắp, từ bi giữ giới không phá hoại hạnh phúc của người khác, từ bi giữ giới không nói những lời gây đau khổ cho người, đâm thọc, chia rẽ. Vì từ bi cho nên chúng ta giữ giới, ăn uống cẩn thận và không truyền bá
những cái điều không lành mạnh đến cho tất cả mọi người. Cái gì lành thiện nên nói cho người nghe, cái gì không lành thiện nên giảm thiểu nó, hoặc có nói một cách nhẹ nhàng hơn để người ta không thấy cái đó là quá quan trọng. Có những cái chuyện nó rất đơn giản, nhưng mà tại mình tô điểm nó lên, nó thành ra cái điều quá là quan trọng. Thật ra chỉ cần nhẹ nhàng bỏ nó là xong. Cho nên thì đại chúng nhớ cái bài kệ đó không? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Thì ai hỏi mình, xin cho tôi một câu ngắn gọn, đạo đức căn bản của nhà Phật là gì? Trả lời mấy câu đó. Và hôm nay mình nói thêm nữa, những câu đó được thực hiện như thế nào? Thực hiện trong năm cái giới này. Đừng làm ác. Đừng làm ác là không giết người. Nên làm lành là nên phóng sanh. Đừng làm ác là không ăn cắp. Nên làm thiện là bố thí. Đừng làm ác là không tà hạnh. Nên làm thiện là khuyên người tu chánh hạnh. Đừng làm ác là không nói dối. Nên làm thiện là nói lời chân thật. Đừng làm ác là đừng chia rẽ người khác. Nên làm thiện là nói lời hòa hợp. Đừng làm ác là đừng có rủ rê người ta rượu chè cờ bạc hút sách. Người ta không hút thì mình lại nói là đàn ông mà chết nhát. Khuyến hóa người khác thì đó là mình. Rồi làm thiện là gì? Thấy người ta rượu chè phải khuyên. Cho nên trong cái giới Bồ Tát, một trong những cái giới nặng của Bồ Tát là không được bán rượu. 6 cái giới trọng của một vị Bồ Tát tại gia mà phải giữ đó. Trong đó có một giới là không được bán rượu. Tại sao? Vì mình bán rượu tức là mình bán cái chất say mê cho người. Thôi thì chúng ta dừng ở đây và chúc đại chúng có được cái mùa lễ an vui. Và ngày nay chúng ta thấy rằng thế giới đang có nhiều cái khủng bố đang xảy ra. Và thật sự ra Canada này cũng không biết lúc nào. Hôm rồi một lần ở Ottawa rồi. Rồi hôm rồi họ hù dọa trên West Edmonton Mall đó. Họ nói là họ sẽ tấn công thả bom trên mall. Quý vị biết một tháng trời không ai đi mall hết. Mấy vị ở trên mall rên quá trời luôn. Mà quý vị biết mà một cái mall đó là mỗi một tháng tiền rent là hàng chục ngàn trở lên. Mà một tháng đó mà không ai vô là coi như là xong rồi. Thành thử ra quý vị thấy những cái tư tưởng khủng bố nó ghê gớm như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta không vì niềm tin của mình mà đi khủng bố người khác. Cho nên Phật tử không có nói, mình không có nên nói, chị đừng có làm vậy nghe không, chị làm vậy là tội lắm nghe không, Phật phạt chị nghe không. Phật không có phạt ai hết. Đừng bao giờ nói câu đó. Người Phật tử không được nói câu đó. Phật không bao giờ phạt ai hết. Mà nếu như Phật mà phạt mình á, thì Phật không phải là Phật. Ví dụ bây giờ mình nói là con nguyện con cúng chùa 50 ngàn, xong rồi bây giờ do làm ăn mình thua lỗ, mình không cúng, cái mình nói trời ơi chị chợ tội chết nghe không, chị hứa với Phật rồi chị cúng 50 ngàn, tôi cũng cần biết giờ chị mượn ai đó chị cúng đi chứ đẹp thôi. Phật giáo không bao giờ nói chuyện đó, mà ngược lại nó ồ thôi không sao đâu, cô đừng có lo, cô có tiền thì cô cúng. Mà ngược lại mình phải thương nữa, tội nghiệp người ta làm ăn thua lỗ, mình phải thương người ta nữa chứ không có buồn phiền chi cái chuyện đó. Cho nên Phật tử mình không có được hù dọa người ta, tội này tội kia, chị hứa chị làm này chị không làm. Phật làm gì mà rảnh đâu mà bắt tội ai. Mà nếu mà Phật mà bắt tội mình kiểu đó thì Phật không phải là Phật. Cho nên Phật không bao giờ, một cái người mà có thiện lành, có đạo đức, không bao giờ phạt một cái người đệ tử, một tín đồ của mình. Cho nên không bao giờ mình có phỉ báng Phật, Phật cũng không bao giờ đẩy mình xuống địa ngục. Nhưng mà xuống địa ngục ở cái chỗ là khi chúng ta nhìn lại mình, chúng ta thấy cái miệng của mình, cái đời sống mình á, chưa bao giờ lành thiện, tự mình đau khổ dằn vặt trong tâm mình là địa ngục ngay lúc đó thôi. Địa ngục đau khổ vậy đó, chứ không phải là Phật nào mà đẩy mình xuống dưới đâu. Mà nếu mình có trả là trả cho cái nhân quả mình chịu thôi. Bây giờ ví dụ mình lỡ mình giết người, mình nói Phật ơi phù hộ cho con đừng bị người ta bắt, Phật cũng chẳng làm được. Mình đã lỡ mình làm cái chuyện đó rồi thì mình phải đối diện với luật pháp thôi. Đó là sự thật. Thôi chúng ta hồi hướng.